đồng hành cùng chúng ta trong video ngày hôm nay đó đó chính là coin 98 wallet đây là cái ví tiền mã hóa multi chain cũng như là đa chuỗi đó giúp các bạn có thể lưu trữ coin token trên hơn 30 blockchain khác nhau mà chỉ với một cái fast free duy nhất mà thôi ngay trên cái ví coin 98 đó các bạn có thể swap mua bán token một cách nhanh chóng tiện lợi và các bạn còn được tặng điểm thưởng mỗi lần mà các bạn swap các bạn có thể tìm hiểu và tải cái ứng dụng coin 98 wallet ngày hôm nay và nhập cái mã giới thiệu để ủng hộ kênh đồng thời các bạn cũng có cơ hội để mà nhận thưởng từ những cái chương trình đặc biệt đến từ con 98 Nói tới những thông tin ở bậc hôm nay đó thì uh, các bạn có biết là cái ngày đầu tiên mà chúng ta có cái giao dịch đầu tiên của BTC là ngày nào hay là không Đó chính là ngày 11 tây tháng 1 có nghĩa là ngày hôm nay tại Hoa Kỳ Đây là cái uh, tài liệu chụp lại cho các bạn thấy được là ngày 11 tháng 1 năm 2009 lúc 10 giờ 30 tối là cái giao dịch đầu tiên Thì có nên nhiều bạn cảm thấy là cũng khó hiểu theo chúng ta cứ nói là happy birthday Bitcoin hoài, tại sao lại có nhiều ngày như vậy? Thì cái ngày đầu tiên mà mọi người nói tới đó chính là cái ngày gọi là cái ngày Bitcoin white paper, cái ngày mà ra đời cái văn bản của BTC kế tiếp là cái ngày mà nhiều người nói tới gần đây đó Đó chính là cái ngày gọi là Bitcoin Genesis Block như là cái lóc đầu tiên được uh, xuất bản của Bitcoin Nhưng mà cái giao dịch đầu tiên của Bitcoin Chính là ngày 11 tháng 1 năm 2009 Nghĩa là 13 năm trước Và cái người đầu tiên nhận được cái uh, số lượng Bitcoin này đó Các bạn thấy được đây là một cái giao dịch Thì đây là ai gửi cho ai 50 Bitcoin này Thì các bạn thấy được là cái người đầu tiên nhận được đó Đó chính là Hal Finney thì Hào Finney là một trong những người mà thường cứ từng đề cập đến trước đây và để thường chia sẻ một cái bài viết ngắn này với các bạn đây là bài viết mà được viết bởi Hào Finney năm 2013 à, để thường chia sẻ cái link đó với các bạn thì bài viết này đó à, nói là Hào Finney có tâm nghĩ như thế nào sau khi mà nhận được cái uh, Bitcoin đầu tiên của Satoshi thì đây là bài viết được chia sẻ từ năm 2013 và có thể như bạn nói là Hau uh, Finney là ai thì để với các bạn Hau Finney đó là người đầu tiên nhận cái số lượng Bitcoin đến từ Satoshi cũng là người đầu tiên trên trái đất này nhận được Bitcoin từ một người khác và Hau Finney đó thì uh, cũng đã qua đời rồi cho nên chúng ta cũng không biết thêm nhiều thông tin hiện bây giờ đâu Hau Finney đó là nhiều người cho là khả năng có thể là Satoshi thường nghĩ thế khả năng cũng rất là cao tại vì ông ta là người uh, mà nói chuyện diện với Satoshi trước đây cũng là người nhận được cái số lương Bitcoin đến từ Satoshi và cũng là một người mà biết về cái kỹ thuật toán có nghĩa là cryptographic và đây là cái bài viết của học Pini năm 2013, 4 năm sau khi mà nhận được cái số lương Bitcoin đầu tiên đến từ Satoshi. Đưa đọc cho các bạn và các bạn có thể là chia sẻ cái nghĩ của mình về cái người này ở bên dưới. Thì học viết là tôi nghĩ Tôi sẽ viết về những gì đã xảy ra trong 4 năm qua, một thời gian sôi động cho Bitcoin và tôi. Đối với những người mà không biết tôi đó, tôi là Hào Finney Tôi bắt đầu làm việc cho crypto, có nghĩa là crypto graphic chứ không phải là crypto mà token bây chúng ta biết đâu. Và trong phiên bản đầu tiên của PGP, làm việc chặt chẽ với lại Phil Zimmerman, khi mà Phil quyết định bắt đầu tổng công ty PGP, tôi là một trong những người được thuê đầu tiên tôi đã làm việc trên uh, PGP cho đến khi nghỉ hưu đồng thời tôi đã tham gia đội Cryptopunks Cryptopunks là một trong những cái uh, phong trào mà dẫn đến sự ra đời của Bitcoin sau này thì tôi đã chạy lập trình chuyển đổi ẩn danh dựa trên thực toán mật mã đầu tiên và một số các hoạt động khác đến cuối năm 2008 tôi đã nhận được thông báo về Bitcoin và tôi đã nhận thấy rằng những người có tuổi như tôi đó, tôi lúc đó đã 50 tuổi rồi thì hay hoài nghi nhưng tôi cũng là một trong số người rất có lý tưởng. Tôi luôn yêu công nghệ, kỹ thuật số, sự bí ẩn và các nghịch lý của nó. Khi mà Satoshi công bố Bitcoin trên các danh sách người đam mê công nghệ kỹ thuật số đó thì nhiều người đã rất hoài nghi các nhà mật mã hóa đã nhìn thấy quá nhiều kế hoạch lớn bởi những người không hiểu biết. Tôi đây thì đã thích cực hơn. Tôi đã rất quan tâm đến các kế hoạch thanh toán bằng mật mã. Thêm vào đó, tôi đã may mắn gặp được và liên hệ với lại Dai và Nick Zabo, những người được thừa nhận là đã tạo ra những ý tưởng ban đầu và đã dẫn đến sự ra đời, đời của Bitcoin. Tôi đã tạo ra một loại tiền mã hóa kỹ được số trước đó gọi là RPOW hay là RPOW. Vì vậy, tôi rất có hứng thú đối với Bitcoin sau khi mà Satoshi công bố phiên bản phần mềm đầu tiên tôi đã thử nó ngay lập tức tôi nghĩ rằng tôi là người đầu tiên bên cạnh Satoshi để chạy Bitcoin tôi đào khối 70 và tôi là người nhận giao dịch Bitcoin đầu tiên trên thế giới khi mà Satoshi gửi 10 Bitcoin cho tôi để kiểm tra tôi tiếp tục nói chuyện qua email với Satoshi trong vài ngày tới hầu hết là tôi đã báo cáo lỗi và anh ta đã khắc phục chúng ngày nay Ai là Satoshi đã trở thành một bí ẩn nhưng mà vào thời điểm đó đó tôi nghĩ tôi đang làm việc với một người đàn ông trẻ tuổi gốc nhật một người được thông minh và chân thành Tôi đã may mắn để biết nhiều người như vậy trong suốt quãng đời của mình. Vì vậy tôi đã nhận ra Satoshi là một người như vậy. Sau vài ngày đó thì Bitcoin đã chạy ổn định. Vì vậy tôi cứ để nó chạy. Đó là những ngày mà độ khó đào của BTC là một và bạn có thể đào Bitcoin thành công với máy vi tính cá nhân, thậm chí không cần card đồng họa cũng đào được. Và tôi đã đào vài khối Bitcoin trong những ngày tiếp theo. Các bạn nhớ lúc đó là một khối là 50 Bitcoin lận. Nhưng tôi đã bắt đầu tắt máy sau đó vì nó làm cho máy tính của tôi nóng và tiếng ồn của quạt làm phiền tôi. Nhìn lại tôi ước gì mình tiếp tục cho nó chạy Nhưng mà mặt khác đó tôi đã rất may mắn được chứng kiến ngay từ những ngày đầu tiên Tiếp theo tôi nghe nói về Bitcoin vào cuối năm 2010 Khi tôi ngạc nhiên thấy rằng nó không những là không dừng lại Mà Bitcoin thực sự là có giá trị tiền tệ Tôi lao sạch cái ví điện tử cũ của tôi Và nhẹ nhõm khi phát hiện rằng những Bitcoin của tôi đào vẫn còn ở đó khi mà giá tiếp tục đi lên á, tôi chuyển Bitcoin vào ví cá nhân và hy vọng họ sẽ có giá trị cho người thừa hưởng gia tài của tôi. Tôi nghĩ là ông Thạc cũng đã đoán đúng rồi, bây giờ giá đã là bao nhiêu rồi? 42.700 ở thời điểm hiện tại. Nói về thừa hưởng gia tài đó thì tôi nhận được một tin bất ngờ trong năm 2009 khi tôi đã được chẩn đoán đột ngột với mật căn bệnh chết người. Tôi đã có sức khỏe rất tốt, có thể nói là tốt nhất từ trước tới giờ vào đầu năm đó. Tôi đã giảm cân vì bắt đầu tập chạy đường dài. Tôi muốn chạy nhiều marathon nhỏ và tôi bắt đầu để đào tạo để chạy một marathon lớn. Khi tôi đã nghĩ đó là có thể chạy 20 dặm đường, đó là khi mọi thứ sụp đổ. Cơ thể tôi bắt đầu suy giảm, lời nói của tôi bị lẩm bẩm, tay bị mất sức và đôi chân của tôi đã phục hồi rất là chậm. Sau tháng 8 năm 2009, tôi đã nhận được chẩn đoán ALS, còn được gọi là bệnh của Lou Gehrig. Đây là một bệnh được biết tới sau khi cầu thủ bóng chày nổi tiếng đã bị bệnh này. ALS là một căn bệnh giết chết các tế bào thần kinh vận động mang tín hiệu từ não đến các cơ. Nó bắt đầu làm cho các cơ bắp yếu đi, sau đó dần dần gia tăng tê liệt. Nó thường gây tử vong trong vòng 2 cho đến 5 năm. Các triệu chứng của tôi lúc đầu đó nhẹ và tôi tiếp tục làm việc, nhưng mà các vấn đề về mệt mỏi và giọng tôi buộc tôi phải nghỉ hưu sớm vào năm 2011. Kể từ đó căn bệnh tiếp tục tiến triển. Hôm nay đó, tôi cơ bản đã bị tê liệt đây là cái bài viết từ năm 2013 tôi được cho ăn và uống thông qua cái ống thực phẩm và hơi thở của tôi được trợ giúp thông qua một ống khác tôi vận hành máy tính bằng cách sử dụng một hệ thống eye tracker có nghĩa là di chuyển bằng mắt đó nó được à, hỗ trợ bằng tiếng nói nhân tạo vì vậy đây là tiếng nói của tôi hiện bây giờ tôi dành cả ngày trong xe lăn điện của tôi thì có nghĩa là bài viết này không phải là dùng ta để viết mà là dùng miệng để mà nói từ lúc đó là ông ta đã bị tê liệt rồi Tôi đã làm việc trên một giao diện để điều chỉnh vị trí xe lăn của tôi bằng cách sử dụng mắt của tôi. Thì tôi đã phải thích nghi với cuộc sống này, nhưng cuộc sống của tôi không phải là quá xấu. Tôi vẫn có thể đọc, nghe nhạc, xem TV và xem phim. Gần đây tôi đã phát hiện ra rằng tôi thậm chí có thể viết mã vi tính. Tôi rất chậm, có lẽ là chậm hơn 50 lần so với trước đây, nhưng tôi vẫn thích lập trình và nó mang lại cho tôi mục tiêu đời sống. Hiện tại tôi đang nghiên cứu cái mà Mike hơn đề xuất, sử dụng các tính năng bảo mật của hệ thống xử lý hiện đại được thiết kế để hỗ trợ máy tính tin cậy để làm chặt các ví tiền của Bitcoin. Tôi đã gần như đã sẵn sàng để phát hành cái phần mềm này. Tôi chỉ cần làm các tài liệu hướng dẫn và dĩ nhiên sự suy vòng của giá Bitcoin đang là giải trí cho tôi. Tôi nhận được Bitcoin của tôi thông qua may mắn. Tôi đã trải qua vụ sụp giá năm 2011 vì tôi đã hiểu được tiền đến thì tiền lại đi. Đây là câu chuyện của tôi. Tôi khá may mắn. Ngay cả với bệnh ALS, cuộc sống của tôi vẫn rất thỏa mãn nhưng mà tuổi thọ của tôi đã bị hạn chế. Bitcoin của tôi được lưu trữ trong một cái an toàn và con trai của tôi và con gái của tôi am hiểu công nghệ cao, tôi nghĩ rằng chúng sẽ giữ an toàn và tôi sẽ cảm thấy thoải mái với di sản của mình. Và đây là những lời à, cuối cùng của này Sau đó thì à, năm 2014, như là một năm sau đó tháng 8, thì Hapvini cũng đã qua đời. À, và cái à, bộ óc của này thường không biết đó là được đông lạnh. Đây là một trong à, những cách làm cũng khá là tốn kém. À, có nghĩa là sau này hy vọng là công nghệ liên quan đến à, y học tăng trưởng thì có thể là cứu sống được tế bào não. Thì có thể là sau này chúng ta mới có cơ hội để mà hỏi học viên này à, là Satoshi là ai nhưng mà bây giờ thì chúng ta không có cơ hội đó ở thời hiện tại các bạn nghĩ sao về cái bài viết này các bạn hãy comment bên dưới thường muốn chia sẻ lại tại vì những bạn nào mà theo thằng cáp được nhiều năm đó thì cách đây ba bốn năm thì cũng từng chia sẻ cái bài tương tự rồi nhưng mà hôm nay nhưng cái việc kỷ niệm cho nên thường muốn chia sẻ lại và hôm nay cái video cũng khá dài rồi Thường cũng dành một ít thời gian khoảng chừng là bài phút cuối video để mà quay chúng thưởng cho nên thường sẽ dành thời gian để mà lướt qua một số những thông tin trước hết đó là thông tin liên quan tới nước Iran thì uh, theo thông báo đó thì cái ngân hàng Trung ương của Iran thì cũng đã ký một số những hợp đồng để có thể là thanh toán sử dụng crypto khi mà có những cái giống như là giao dịch với lại những quốc gia khác thì thích thì không thích các bạn thấy được đây cũng là một bước tiến triển để mà chấp nhận crypto đến từ một ngân hàng trung ương tuy nhiên Iran là một trong những nước mà thường hay bị cấm vận kinh tế cho nên đây cũng không phải là một điều tốt lắm nhưng mà ít ra đây cũng là một bước tiến tới các bạn thấy được là một quốc gia cũng đã sử dụng crypto dựa theo bài viết này chúng ta vẫn chưa biết thông tin chi tiết mà thôi Đương nhiên Iran là một trong những nước mà cũng có nhiều những cái thợ đào nhưng mà tại vì cái điện ở Iran thì nó hơi bất thường một chút cho nên thường những mùa hè thì những cái công ty xứng đào họ phải lại tắt máy tại vì cái nguồn điện không có đủ. Kế tiếp nữa thì các bạn thấy là IMF nghĩa là quỹ tiền tệ quốc tế đó thì sau khi đã chỉ trích El Salvador nói Bitcoin dùng trong cái phương tiện bất hợp pháp nói là bitcoin là bột mông bóng nói là bitcoin sẽ làm ảnh hưởng đến kinh tế vân vân thì hôm nay IMF lại nói là crypto không có phải là một cái loại tài sản lưu trữ giá trị mà IMF lại so sánh crypto với lại chứng khoán mà nói là crypto di chuyển cũng như chứng khoán mà thôi Các bạn thấy được là lúc nào họ cũng sẽ tìm những cái cớ khác nhau để mà nói về crypto Bây giờ thì không còn nói là Bitcoin là một cái gì để bất hợp pháp nữa Mà nói là Bitcoin bây giờ cũng như là chứng khoán mà thôi, di chuyển cũng như là chứng khoán Cho nên không phải là một cái loại tài sản lưu trữ giá trị lâu dài an toàn Kế tiếp nữa đó thì các bạn nào mà quan tâm đối với lại Moonbeam Thì Moonbeam cuối cùng thì cũng đã đầu ở trên đó rồi, đã live ngày hôm nay đây cũng là một trong những cái dự án mà nhiều bạn rất là quan tâm đến và những người nào mà muốn hiểu thêm về Polkadot là gì đó thì ở trên channel của Thuận Capital đó ở trên Thuận cap com các bạn có thể tìm kiếm một bài viết đó chính là Polkadot kết nối những dấu chấm blockchain riêng biệt trở thành một hệ sinh thái khổng lồ thì đây là một bài viết mà tôi nghĩ là rất là sôi động giải thích được là Polkadot là gì nhưng mà nào có cương thú quan tâm thì có thể là bấm vào uh, google để mà tìm kiếm cái bài này ở trên thuần capital các bạn chỉ cần để cái tên này vào thì sẽ kiếm được và trong phần này của video đó Thùng muốn dành thời gian để mà quay trúng thưởng cho một cái chương trình mà chúng ta đã nói đến hồi tháng 12. Đây là cái bài Thùng đăng ngày 12 từ tháng 12. Và đây là chương trình gì? Đây là cái chương trình chào đón năm 2022 à, giữa Thuần Capital và sàn Bybit. Và tổng cộng đó sàn Bybit sẽ tài trợ cái giveaway là 500 đồng bít đào Mỗi đồng bít đào bây giờ là khoảng chừng 2 đô la đó cho 10 bạn may mắn. như là mỗi bạn sẽ nhận được 50 đồng bít đào Nghĩa là khoảng chừng là 100 đô mức giá hiện bây giờ. Và để chào đón sự trở lại của chương trình Deposit Plus Up Thì tổng cộng nó cũng có rất nhiều bạn đã tham gia Và con số tổng cộng tham gia đó mà các bạn đã ủng hộ Mà có thể được cơ hội trúng thưởng đó là 117 bạn Đây là danh sách thường để để vào tổng cộng này entry Là 117 bạn mà chúng ta sẽ chọn ra 10 bạn Nghĩa là cái cơ hội chúng các bạn cũng rất là cao Nhưng mà nào mà tham gia thì Chứ bên các bạn đó, đây là những con số gì? Những con số này là những con số UID Có nghĩa là cái chương mục Bybit của các bạn Các bạn có thể vào Bybit để mà xem cái chương mục của bạn là con số mấy Và đại diện là con số trên màn hình Thì nếu như mà các bạn đó, may mắn trúng thưởng Thì các bạn có thể là xem thông tin bên dưới video này để xem các bạn liên hệ với ai đó chính là admin Minh ở trên channel của thùng capital qua telegram để các bạn có thể nhận thưởng hay là các bạn có thể theo dõi những cái mạng xã hội như là facebook như là twitter như là telegram để có được những thông tin chi tiết hơn làm sao để liên hệ để mà lãnh thưởng hay những bạn nào mà không có xem hết video này cũng có thể lên trên những cái mạng sòi để mà xem những con số trúng thưởng là những con số như thế nào thì bây giờ chúng ta hãy bắt đầu để mà bốc thăm trúng thưởng đi Sẽ có 10 bạn thường sẽ quay và tổng cộng là 117 bạn Thì bạn đầu tiên có cơ hội để mà thắng được 50 đồng bịch Down là bạn nào Các bạn thì chúng ta đang chờ cái số UID Thì cái UID của bạn trúng thưởng đầu tiên sẽ là bạn có cái số là 802 9191 Cái số UID 802 9191 Thì chúng ta sẽ tiếp tục tìm bạn thứ nhì Chúc mừng bạn đầu tiên thì để xem coi là bạn thứ nhì may mắn là bạn có UID số mấy. Thì bạn may mắn có cái UID chúng thưởng thứ nhì đó chính là UID 14843111. Chúng ta hãy xem coi là bạn thứ ba may mắn là bạn có UID số mấy. Và cái bạn thấy là bạn số 3 là bạn có UID 9950894. Chúc mừng bạn. Chúng ta hãy bắt đầu xem coi bạn thứ tư Có cơ hội trúng thưởng là bạn có UAD số mấy Đó chính là bạn có UAD 149-01958 Bây giờ chúng ta sẽ xem coi bạn thứ năm May mắn trúng thưởng 50 đồng pin down này là bạn nào Đó chính là bạn có cái Bybit UAD 2430737 Chúng ta bây giờ đã nửa đường rồi Hãy xem coi bạn thứ sáu là bạn nào Và bạn thứ sáu là bạn có cái UAD 3692761 Chúng ta bây giờ hãy xem coi bạn thứ bảy Chúng thưởng là bạn nào Bạn thứ 7 trúng thưởng là bạn có số UID 15718792. Chúng ta hãy xem coi là còn 3 bạn nữa thôi. Bạn số 8 là bạn nào? Bạn số 8 là bạn có cái số UID 7600249. Chúng ta hãy xem coi là bạn số 9 còn 2 bạn nữa thôi. Bạn số 9 mà may mắn trúng thưởng là bạn có UAD nào? Đó chính là bạn có cái UAD Bybit 12584739 Chúng ta xem coi là bạn cuối cùng Có cái uh, sự may mắn Chúng được 50 đồng bit down là bạn nào Và đây là bạn cuối cùng của cái buổi mà quay ngày hôm nay Là tổng cộng là 10 bạn Mỗi bạn 50 đồng bit down Và bạn cuối cùng Đó chính là bạn có cái số UAD là bốn thì đây là 10 bạn may mắn các bạn nhìn thấy trên màn hình đã coi như là trúng thưởng 50 đồng bình tao cho mỗi một bạn. Và những mà nào mà có con số trúng thưởng đây đó các bạn có thể liên hệ và ngắt là bấm vào cái link bên dưới để các bạn có thể thấy được là các bạn liên hệ ai đó chính là admin minh của channel thuận capital và những mà nào mà muốn lấy cái danh sách này đó thì có thể xem trên mạng xã hội. Thường sẽ đăng một bài viết ở trên Telegram, Facebook và Twitter. Để cho các bạn nào mà muốn tìm hiểu xem các bạn có thắng hay không. Thì có thể lên đó để mà xem. Và cũng tương tự sẽ có chi tiết là liên hệ ai để mà nhận phần thưởng này. Và cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh từ bấy lâu nay. Và đã tham gia vào cái chương trình này. Một lần nữa chúc mừng 10 bạn mà đã có cái sự chiến thắng ngày hôm nay. Đã được may mắn trúng thượng 50 đồng bịch đao. Và cũng giống như là cảm ơn MyBit đã tài trợ chương trình này. Và đây là tất cả những cái thông tin mà Thu muốn mang đến cho các bạn trong cái video ngày hôm nay. Tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong cái video này. Và những người nào mà có hứng thú đó thì đây là những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuận Capital. Trong đó chúng ta có những cái sàn giao dịch như là các bạn có thể nhận được giảm 20% cái phí giao dịch khi mà tham gia vào sàn Binance thông mô link của Thuận Capital hay là các bạn có thể nhận được những cái bonus đến diện sàn như là sàn Fashion Moon XBT hay là các bạn có thể nhận được bonus đến từ sàn Bybit và đặc biệt sàn Moon XBT và sàn Bybit các bạn có thể bấm vào cái link màu vàng ở trên màn hình để có thể đăng ký group tin hiệu trường miễn phí cũng như là những cái bonus khác đến từ sàn Margin FX, hay là các bạn có thể tìm hiểu sàn FTX bây giờ cũng có cái link là giảm 5% cái phí giao dịch khi mà các bạn tham gia thông mô link của Thuận Capital như bên nào mà sống ở Hoa Kỳ đều có thể tìm hiểu những sàn như là sàn Binance US hay là sàn Coinbase Và như bên nào mà muốn tìm hiểu những cái ứng dụng landing lấy lại đó có thể tìm hiểu những ứng dụng như là BlockFi hay là Nexo như là các bạn nhìn thấy trên màn hình Và đương nhiên Tiếp tục hoàn đây là ứng dụng hỗ trợ biểu đồ và phân tích dữ liệu on chain mà chúng ta thường hay sử dụng. Một lần nữa rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian để mà xem cái video ngày hôm nay và thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.